Rồi, ok, hello các bạn. Thì ở trong cao đô này chúng ta sẽ tiếp tục đi qua phần tiếp theo ha. Thì ở cao đô trước thì chúng ta còn cù lại một phần, đó là chúng ta chưa có chỉnh thang. Thì bây giờ các bạn thấy là chúng ta đã có cái bảng thang rồi nè. Thì chúng ta dựa vào cái bảng thang này để mà chúng ta vẽ cái thang của mình cho nó đúng ha. Thì bây giờ các bạn dựa vào cái bảng thang ở đây đã có sẵn rồi. Ví dụ ở trục 1 nè, thì chúng ta chọn vào trục 1 ha, chúng ta chọn vào trục 1. Trục 1 thì chúng ta sẽ có thang ha. Đầu tiên là cái thang ở ngoài này nè, thì nó bằng 5 thôi, tức là nó bằng 2,5 thôi, bằng 2,5 thôi. Rồi cái thang ở trong nè, cái thang này là bằng bằng 8, thì nó là bằng 4 thôi, được chưa? Bán kính bằng 4. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi sang trục 2 nè. Trục 2 của mình thì nó có hai cái đoạn này là thang cũng bằng 8 luôn. Trục 2 cái đoạn này bằng 8 hết luôn hả? Bằng 8 hết luôn. Rồi thì trục 2 nè. Đây, thang của mình bằng 4 nè. Rồi thang này của mình cũng bằng 4 nè. Đó. Rồi trục 3 của mình có thang bằng bao nhiêu đây? Trục 3 của mình có thang bằng 10. Rồi trục 3 của mình có thang bằng 10 thì ngày ở cái đồ trước thì mình cũng hình như là cũng chỉnh về thang bằng 10 luôn hay sao rồi. Đây thang bằng 10 nè. Đó. Rồi cái bán kính thang ở ngoài này thì nó cũng thang ngoài này thì chắc bằng 8 thôi. Sorry, 4. Đó. Hoặc làm chỉnh 10 luôn, 5 luôn đi. Rồi cái này là phần thang ha. Như vậy là chúng ta đã có xong phần thang rồi. Cái phần thang này thì mình nhìn vào thì chắc chắn một điều rằng nó không theo tiêu chuẩn rồi. Ứng với từng cái đoạn trục này thì không thể nào chúng ta có cái thang như thế này được, thang quá bé ha. Khi mà các bạn tính toán thì các bạn nhớ kiểm tra cái phần này xem là nó đã ok hay chưa ha, chứ không phải là chúng ta muốn chọn thang bao nhiêu là chúng ta chọn. Rồi. Như vậy là chúng ta đã xong trục, chúng ta đã xong bánh răng. Bây giờ chúng ta sẽ tinh chỉnh cái vỏ hộp của mình ha, và cái ổ lăng của mình. Chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua tinh chỉnh cái phần vỏ hộp của mình ha. Rồi, ok, ở đây chúng ta sẽ có được cái bảng thông số của vỏ hộp. Ở đây mình sẽ có chiều dày thân hộp. Thì ở đây các bạn sẽ mở cái bảng lập trình lên ha, các bạn chọn vào thân hộp nè. Ở phần thân hộp này á, đầu tiên là chiều dày, ở đây các bạn chọn chiều dày bằng 8 thôi. Thì chiều dày ở đây mình ký hiệu là gamma ha. Đây là gamma nè, mình nhập vô bằng 8. Rồi, chúng ta sẽ có E2, K2 ha. Ở đây mình kéo xuống mình xem là K2 bằng bao nhiêu đây. Đây, K2 của mình nó sẽ bằng 40 ha. Đây, K2 của mình bằng 40. Thì mình sẽ nhập K2 của mình vào bằng 40 ha. Rồi, E2 của mình bằng 19. Đây, E2 của mình bằng 19 thì mình nhập 19. Rồi K3 của mình bằng 36 nè. Thì K3 bằng 36 thì ở đây các bạn chỉnh lại trừ cho 4 ly ha, thì nó sẽ ra bằng 36 thôi. Cái kích thước màu màu ở bên đây là cái kích thước thật. Đây cái kích thước màu màu này là những kích thước thật ha, các bạn kiểm tra ha. Rồi cái chiều dày, ở đây mình sẽ kéo lên. Đây chiều dày S3 bằng 18 nè. Đó thì S3 ở đây các bạn chỉnh S3 này bằng 18. Ok. Rồi, cái delta là gì các bạn? Cái delta này nó chính là cái K1, tức là cái khoảng cách từ đâu? Từ tâm của bánh răng đến thành trong của hộp. Thì lúc nãy ở cái video trước á thì mình thấy là ở đây K1 này các bạn chọn bằng 8 nè, nên ở đây mình nhập bằng 8 ha. Còn các bạn chọn bằng 10 đó thì các bạn nhập bằng 10. Đó. Rồi, ở đây chúng ta còn cái gì nữa? Chúng ta có bô lông canh ổ nè. Bô lông canh ổ là con M12 đúng không? Nó thì bô lông canh ổ của mình cái ký hiệu là gì? Là DCO. Đây nè. DCO này nè. Các bạn tính 12 thì các bạn nhập 12. Rồi cái con bô lông ghép nắp vào thân là hai con này. Thì hai cái con này các bạn tính ở đây là bằng 10 thì nhập vô là bằng 10. Rồi cái khoảng cách này nè thì các bạn sẽ chỉnh lại cho nó ngắn lại chút xíu ha. Đó là cái khoảng cách hiện tại thì trong đây không có, để chỉnh khoảng cách này ngắn lại được chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn. Rồi cái chốt định vị là bằng bao nhiêu nè? Cái chốt định vị này bạn lấy bằng 6 được rồi ha, nhập 6 lên bằng 6 được rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ chỉnh hai cái thằng này cho nó ngắn lại chút xíu, chúng ta bật lên, chúng ta show lên. Rồi ở đây các bạn kéo qua.
các bạn xem ha, các bạn xem đó là cái kích thước đây các bạn phóng chuột lên nè, nó là kích thước này hiện tại mình cho nó là 75 nè, thì các bạn thấy 75 nó lớn quá, nó không hợp lý nè, chỗ này các bạn chỉnh lại khoảng 50 được rồi, cho hàng này khoảng 50 được rồi, mình thu nhỏ lại. Các bạn bấm đứt chuột vào cái D44 này ha, rồi đợi nó hiển thị ra như thế này, chúng ta nhập vô là 50 thì nó sẽ tự động thu nhỏ lại đó. Rồi ok, bên đây thu thì bên đây nó cũng thu luôn ha đó. Rồi ở cái phần vỏ hộp này chúng ta còn cái gì nữa? Ở cái phần vỏ hộp này chúng ta sẽ có cái chiều cao h nha các bạn. Cái chiều cao h thì để từ từ mình chỉnh nha. Rồi cái phần này thì để cũng để từ từ mình chỉnh nha. Cái này thì nó bị sai sai nha, chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh lại. Ok. Rồi ở cái phần đế hộp bên đây thì chúng ta có cái gì? Ở cái phần đế hộp thì chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta sẽ có K1 ha. K1 bằng 53, tức là K1 là cái khoảng cách bự này nè. Đó, thì chúng ta sẽ vào parameter chip, chúng ta vào phần đế hộp. Đây K1 bằng 53 nè, các bạn nhập 53 vào. Rồi, cái thằng chiều cao này là chiều cao S1 ha các bạn, bằng 24, để các bạn nhập 24 vào. Rồi cái này là cái quy nè, cái quy của chúng ta bằng 62 nè, thì nhập 62 vào. Ok, thì mình đã tinh chỉnh được cái phần này rồi. Ở đây mình thực hiện đến đây rồi mình mới thấy nó có một số lỗi nha. Ok, rồi để mình chỉnh lại cái hình chiếu cạnh cho nó đúng một chút xíu nha. Nếu như hiện tại các bạn đã tải cái bản này về rồi á, thì các bạn sẽ chỉnh cái hình chiếu cạnh là cho nó đúng chút xíu. Là ở đây mình đang lỗi là mình quên lấy đối xứng của hai thằng này nè. Ở đây các bạn sẽ vào đây các bạn lấy đối xứng giúp. Đây chọn cạnh này chúng ta lấy đối xứng qua cái đường này ha. Thì nó sẽ trở về bình thường thôi. Ở trong cái quá trình ràng buộc thì nó có rất là nhiều cái ràng buộc mà nhiều khi mình có bị sót như thế này nè. Do đó mà trong quá trình mà các bạn làm á, các bạn cảm thấy chỗ nào đó mà nó không hợp lý á, thì cứ inbox trực tiếp ngay cho mình ngay, để mà mình hỗ trợ các bạn. Tại vì cái phần này rất là mới mà các bạn cứ tìm thì nó rất là lâu, rất là khó nha. Chỗ nào không hiểu thì inbox ngay lập tức để mình hỗ trợ cho các bạn liền. Các bạn nói chơi trong trường hợp này mình lấy đối xứng lại thì nó ok thôi chứ không có gì hết nha. Mình thiếu cái ràng buộc đó thôi. Đây, giống qua thì nó ok hết nè. Được chưa? Nó giống qua thì ok hết. Rồi cái phần ở trên đây thì tạm thời nó chưa hợp lý nè, chút xíu nữa chúng ta sẽ chỉnh lại luôn. Rồi cái phần vỏ hộp này nó sẽ liên quan đến ổ lăn ha các bạn. Nó sẽ liên quan đến ổ lăn nữa, do đó bây giờ mình sẽ tinh chỉnh luôn cái ổ lăn này luôn và mình tinh chỉnh thêm những cái gối này luôn cho nó hợp lý ha. Bây giờ mình sẽ kéo xuống mình tìm cái thông số của ổ lăn coi. Ở đây mình có được cái thông số của ổ lăn nè. Ổ lăn cái thằng D1 D đây, ổ lăn trục 1, ổ lăn trục 2, ổ lăn trục 3. Thì ở đây mình sẽ xem cái thông số ổ lăn như thế nào ha, cái bảng này nó cũng chưa có đúng đâu. Giờ chúng ta sẽ thiết kế ổ lăn ha. Ổ lăn các bạn thấy là cái đường kính cái ổ lăn trục 1 nè, chúng ta có cái đường kính lắp trục là 20. Đường kính ở ngoài là bằng 52. Đúng không? Và bề rộng của nó bằng bao nhiêu đây? Ở đây mình sẽ xem bề rộng của nó bằng bao nhiêu đây. Bề rộng của nó bằng 15 ha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái bản vẽ của mình. Đây chúng ta có bề là rộng ổ lăn của trục 1 là bằng 15 nè. Các bạn vào đây các bạn vào ổ lăn trục 1 ha. Các bạn nhập bề rộng vào 15. Rồi tiếp tục như vậy chúng ta sẽ xem cái bề rộng của ổ lăn trục 2 ha. Rồi bề rộng của ổ lăn trục 3 chúng ta nhập luôn. Mình kéo xuống mình xem một lượt luôn ha. Ổ lăn trục 2 của mình là 19.
Đây mình vào ổ lăng nè, mình nhập bề rộng bằng 19. Rồi các bạn kéo xuống ổ lăng trục 3. Trục 3 của chúng ta có bề rộng bằng 18 nè. Đây, trục 3 vào ổ lăng trục 3 nè, chúng ta nhập bề rộng bằng 18. Rồi ok, bây giờ mình mới hướng dẫn cho các bạn cách tra những cái gói đảo này ha. Cái gói đảo ổ lăng này, chứ mình thấy là các bạn tra bị sai. Ở đây chúng ta có cái đường kính D bằng 52 nè. Thì cái D này là tức là cái gì? Ở trong cái bảng lập trình, cái D bằng 52 đó, các bạn vào phần thân hợp nè, nó chính là cái DT1 ha. Đây là tức là DT1 này bằng 52 nè. Thì chúng ta có cái thằng DT1 bằng 52 rồi, chúng ta cái tra cái thằng DN1. DN1 tức là cái kích thước ngoài này, thì chúng ta tra như thế nào? Ở đây các bạn sẽ mở cái quyển sách là tính toán hệ động cơ khí tập 2 lên. Các bạn mở đến cái phần gói nè. Với ứng với kích thước D bằng 52 á, thì chúng ta có cái thằng D3 ở ngoài nè là bằng 80 ha. Đó, do đó ở đây các bạn nhập vào cái DN1 này bằng 80. Chưa? Các bạn tra đúng như vậy đó. Chứ tra ở trong bảng lúc nãy thì mình thấy không có đúng. Đó. Rồi trục 2 cũng tương tự nè. Trục 2 thì chúng ta sẽ có cái D ngoài của ô lăng bằng bao nhiêu đây? Trục 2 chúng ta sẽ có bằng 72 nè, đúng không? Thì chúng ta chọn DT2 bằng 72. Rồi cái DN2 cũng tương tự như vậy, từ cái DT bằng 72 này chúng ta mới mở quyển sách này lên. Chúng ta tra. Đây 72 là từ 70 đến 75 nè, thì chúng ta có thằng này bằng 115 nha. Thì chúng ta có cái DT DN2 này bằng 115 nè. Hợp lý chưa? Rồi, cái trục 3. Trục 3 các bạn cũng kéo xuống nè, chúng ta xem thằng B đó. D nó bằng 80. Đây tức là DT3 bằng 80. Đây DT3 bằng 80. Rồi, chúng ta có DN3 bằng bao nhiêu? DN3 bằng 80 nè, thì từ 80 đến 85 thì bằng 125. Đây chúng ta nhập vô. 125. Chúng ta rồi cái chiều cao h nè các bạn, cái chiều cao h là cái chiều cao này nè, đó cái chiều cao này nè, các bạn thấy là hiện tại ở trong cái quyển thuyết minh của các bạn tính là bao nhiêu, các bạn tính tới 50 lần đúng không, các bạn chọn cái 50 lần, cái chiều cao h cao đến 50 lần, nhưng mà thực tế chúng ta đâu có thể nào mà chúng ta chọn 50 đâu, à, nhỏ hơn 58 này thì chỗ này là các bạn thấy nè nó không hợp lý nè, do đó cái phần chiều cao h ở đây nè chúng ta chỉnh làm sao cho nó hợp lý, cái này khoảng 30 được rồi là nó đẹp rồi ha. Đây khoảng 30 như thế này đây. Thế ở đây nó sẽ dư cái đoạn này, dư cái đoạn này. Đó thì không sao cả, chúng ta chỉnh xong rồi chúng ta cắt nó đi ha. Cái này là do mình lập trình bị lỗi rồi. Đó. Rồi, tạm thời mình ẩn đi ha. Đó, như vậy là ở phần hình chiếu bằng là chúng ta gần như đã ok rồi nè. Mấy cái lỗ này thì từ từ ở những video sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ha, mấy cái này thì từ từ ở trong những video sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Hình chiếu bằng thì gần như là chúng ta đã hoàn thiện rồi đó. Chúng ta còn lắp bạc chắn dầu cũng như là nắp ổ vô nữa là xong rồi. Hay chúng ta chỉnh lại máy bánh răng chút xíu. Thì phần này ở video sau mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn. Rồi ở cái hình chiếu đứng này các bạn thấy là chỗ này nó chưa có hợp lý nè. Ha, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta chỉnh sửa lại luôn. Bây giờ mình sẽ bật tất cả các ràng buộc lên xem là cái bán kính đó mình có ràng buộc hay chưa. Thì hiện tại là do mình chưa có ràng buộc cái kích thước bán kính này nè, nên nó bị sai nè các bạn. Ha, nên nó bị sai. Thì tại đây mình sẽ ràng buộc như thế nào? Thì mình có thằng này là bằng DE3 nè đúng không? Thì mình sẽ vào ràng buộc bán kính này ha. Đây. Mình sẽ ràng buộc cái bán kính này. Mình sẽ ràng buộc cái bán kính này. Nó bằng cái gì? À, mình sẽ ràng buộc cái bán kính này. Nó sẽ bằng là DE3. DE3 nè. Chia cho 2. Đúng không? À, để mình coi là cái này là cái để mình xem cái module của nó là module gì cái ha các bạn, mình xem cái bộ chì mở cấp nhanh nó có module là ký hiệu gì cái đó. Đây các bạn thấy là mình sẽ có cái bộ chì mở răng cấp chậm của mình ở đây nè, thì mình có cái đường kính lớn nhất là cái DE ha, cái mình thì mình sẽ xem cái ký hiệu module của nó.
module của nó là M2. Module của nó là M2. Và cái đường kính vùng chia của nó là cái nào đây? Đường kính vòng chia là DE4 nha các bạn. DE4. Mình sẽ kéo lên đây. Mình sẽ ràng buộc lại ha. Đây. Thì sẽ bằng DE4 chia 2. DE4 chia cho 2 cộng cho M2 nè. Rồi cộng tiếp cho cái gì? Delta ha. Thì nó sẽ thu nhỏ lại cho mình thôi. Để mình xem là nó ràng buộc như thế nào đây. Mà lâu quá vậy. Rồi ở đây nó tạm thời nó bị lỗi cái phần này một chút xíu nha các bạn. Để lại mình chút xíu để mình chỉnh nè. Nhiều khi lập trình nó sẽ bị rối như vậy đó. Ở đây mình sẽ xóa bỏ những cái thằng này đi ha. Bấm delete nó đi. Có thể thằng này nó sẽ gây ra bị lỗi nha. Tại vì thằng này mình đang cho nó giống qua thằng bên đây, có thể là nó sẽ bị lỗi cái phần đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ mình sẽ cho đồng tâm thử ha. Mình sẽ cho cái thằng này nè với thằng này nó sẽ đồng tâm với nhau nè. Rồi ok các bạn thấy không, khi mà mình cho đồng tâm á thì nó đã ok rồi nè, được chưa? Khi mình cho đồng tâm thì nó đã ok trở lại rồi. Bây giờ mình sẽ ẩn đi ha. Đó, trong quá trình mà chúng ta ràng buộc thì nó không hề dễ dàng một chút nè, rất là nhiều thứ nó hại não ở đây. Ở đây chúng ta có thể kiểm tra thử cái kích thước này so với hình chiếu màn nó đã ok chưa ha. Đây là 9.5 nè, mình giống xuống nè các bạn thấy nè, nó hiện tại nó đang bị sao nó bị lệch lệch ta. Rồi ok, ở đây chúng ta sẽ xem mấy cái đường kính vòng chia của thằng này nha, xem là ở trên đây mình đã gàn buộc đúng hay chưa nha. Mình sợ là ở trên này mình gàn buộc sai, do đó khi mà mình giống xuống nó sẽ bị sai nè. Ở đây mình sẽ giống thử những cái khoảng cách, cái khoảng cách chụp mình xuống thử. Đây, khoảng cách chụp thì đúng nè các bạn, thấy chưa? Nhưng mà những cái đường kính này nè, mình sợ là mình giống sai nè. Đây, những cái đường kính này đúng rồi. Ok, các bạn thử kiểm tra xem nó chính xác hay chưa nha. Mình sợ là mình trong quá trình mà mình làm có rất là nhiều cái vấn đề nó xảy ra nên nó bị lỗi. Cái này thì đúng rồi, vì đây là đường kính vòng chia mình kéo xuống nè nên nó phải giao với đường kính vòng chia như thế này. Không có vấn đề gì hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh sang hình chiếu cạnh nè. Hình chiếu cạnh của mình hiện tại nó không đúng rồi đúng không? Đó, do đó chúng ta sẽ chỉnh cái hình chiếu cạnh này lại bằng cách nào đây? Chúng ta sẽ giống hai cái đường ở trên cho nó nằm cùng cùng phía với nhau, tức là cái đường này nè, các bạn cho cái đường này nè ha, với cái đường này nó cùng nằm trên một cái đường thẳng. Trong trường hợp này nếu như nó báo lỗi thì chúng ta sẽ có cái cách khác để chúng ta làm. Và cái phần này cũng không quan trọng lắm, tại vì nếu như mà tới đây nó bị lỗi á thì sau khi chúng ta lập trình xong hết rồi thì chúng ta phá, chúng ta xóa những parametric này đi. Rồi chúng ta làm gì? Chúng ta sử dụng lệnh stretch chúng ta kéo xuống thôi. Ở đây chúng ta sẽ chờ đợi xem là nó đã ok thì chưa. Rồi ok, đến đây các bạn thấy là nó sẽ còn một phần lỗi nhỏ ở bên hình chiếu cạnh nè. Thì cái phần lỗi này thì không đáng kể gì. Hiện tại thì mình không có chỉnh nó về parametric được thì nó bị lỗi một chỗ nào đó. Không sao cả, các bạn thử kiểm tra lại, các bạn giống qua thử xem nó đã đúng hết chưa nha. Đây, giống những cái này qua xem là nó đã đúng ok hết chưa. Các bạn thấy là để mà mình tạo ra một cái bản parametric như thế này không hề dễ dàng một chút nào. Nó rất là hại não, rất là hại não, và mình phải rất là stress. Do đó
Đến đây là hầu như nó đã gần ok rồi. Cái phần nhỏ này thì ở cao độ sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta khắc phục nữa ha. Ở đây các bạn có thể kiểm tra hết một lượt nha, xem là nó đã ok hay chưa nha. Đó, chúng ta giống những cái đường kính vòng chia, đặc biệt là những cái khoảng cách trục nè. Chúng ta giống xuống chúng ta kiểm tra xem nó đã đúng hết chưa. Ok. Rồi, như vậy là ở trong cao độ này mình đã chia sẻ cho các bạn cách chỉnh cái vỏ hộp cách chỉnh cái vỏ hộp lại của mình cho nó ok đúng với các bạn thông số của mình. Rồi chúng ta tùy chỉnh tiếp như thế nào thì ở trong cao độ sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha.